Chào bạn. Chào bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Quân TV nha bạn. Thì hôm nay sau một cơn mưa thì ở ngoài đồng mình nước thì nó ngập láng dần các bạn thấy ha. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ làm một cái clip thử thách sinh tồn ở ngoài đồng. Thì mấy anh em mình đi tới đâu có con gì bắt con đó ăn. Mời bạn theo chân mấy anh em mình cùng nhau mình đi ăn bờ ngủ bụi, gặp gì ăn đó nha bạn. Bên đường thì có thêm cu sen nha nè, là 4 anh em mình đi nha bạn. Thì cái dụng cụ mấy anh em mình chỉ đem là một cái len và một cái xô thôi. Thì cái len thì mình có thể thục cua hay bắt chuột, bắt rắn, bắt gì có con gì ở trong hang mình đào mình bắt nha bạn. Yeah. Ở vịt hay gì cỡ này? Gì? Ơi. Đi đi. Đi hai đứa đi đầu tư thêm đi. Đi lấy thêm cái chạy nha bạn. Đi ngủ bờ ngủ bụi mà ông cũng ngủ cá bầy cá lũ nữa. Rồi thì bây giờ mình chỉ nhìn sơ ngang một cái thôi là ngoài đồng này là mình không sợ chết đói rồi nha bạn. Thì đi bắt cua bắt cá thì không có, thì bên kia có nguyên đàn vịt kìa các bạn thấy không? Cái xa xa bên kia có nguyên cái đàn vịt rồi không có bánh xin vịt ăn luôn. Đó, ngon lành hơn nữa ha. Mình mới thấy đường cua ở đây nè các bạn, để mình bắt nó. Nó vừa cạn kẹp mình nè. Đây cua nó cũng không được bự lắm. Cây bự bắt bỏ với Hùng để lấy cái niềm may mắn, niềm hên đi nha các bạn. Vừa ra thì được một em cua. Giờ quê mình thì trời đang bão nha các bạn. Vì qua một đêm nước lên láng trời. Thì em cậu mình đang làm ruộng kìa, bắt được con cua ông đem cam trôi kìa các bạn. Im hả bạn, vậy là hôm nay ngon rồi đó. Ây da, kẹp. Kẹp nữa ha. Cua này nó có bầu nè. Rồi có bầu mà. Nó đẻ rồi rồi. Được hai em cua nha các bạn. Thì đây là cái đường nước mà mấy anh em mình sẽ bào hết trơn cái khúc đường nước này có được bao nhiêu cá, cua hay là ếch gì nha các bạn. Để xem nó coi cái đường nước này nó có gì không nha. Bắt đầu. Nãy lần đó con ba mới bắt con cho luôn. Rồi thì đây là tổng cái sản phẩm mà mấy anh em mình đem theo các bạn, gồm một cái xô, một cái lan và một cây chài nha các bạn. Đó, có chài luôn. Ở quê mấy anh em mình thì nhỏ nhưng mà lợi hại lắm, môn gì cũng biết chơi nha các bạn. Rồi vậy mấy anh em mình bắt đầu tiến hành bào đường nước này dài dài ngoài đi. Có gì kìa? Cua hả? Sang đó bắt được một con cua nha các bạn. Thành dắt theo cái chài này sang kìa. Đó, được một cua đưa lên ngang. Được một cua mini bắt đỡ lấy may mắn nha các bạn. Chút xíu mình ăn xong rồi mình sẽ lượt lên nó nha. Trời, cua nhỏ xíu rồi trời. Nhỏ bỏ đi rồi, bự thôi. Mà bự ra đây và khó cái hình cua. Đây, còn cua đâu bắt nữa. Ừ. Rồi sáng bắt thêm đường con nữa nghe mấy bạn. Đây Nguyễn Hùng cua đây. Rồi đi tiếp thôi. Em bắt của nó được 5 hang được mười mấy con cua. 5 hang rồi mười mấy con. Hang 2 con hả? Vậy rồi. Nó bự lắm không? Hôm nay mình đóng dây chính mình đi bắt nha bạn, nó giờ chưa bắt được con nào trên sàn con sen nó bắt không à. Cho đứng lên thành cho đứng lên chùm nè. Rồi sang bắt được em con nữa rồi. Đưa ngang vậy. Nè. Chết mẹ rồi rồi. Rồi gỡ rồi. Rồi luôn. Dạ. Rồi cua chạy rồi mấy bạn ơi. Chạy ăn giò nè. Dạ. Đâu, cái ra đâu. Mới bò chúng cúng rồi anh nè. Thôi bỏ đi. Con cua nó nhỏ quá bạn, cái cầm mà cầm mấy cái que cái nó gãy que, rất mất tiêu. Làm hang cua sống được luôn. Rồi tiếp tục. Mất tiêu luôn rồi, cua hay quá. Báo mà đi theo bắt chưa được con nào mà báo không à. Một ngày con này có cua không tới. Lâu quá lục ngày. Thấy. Đây đưa anh nè. Đây, cô Sang nó chỉ cái hang cua mà. Nó sâu quá nó bắt không tới nha bạn. Ha, mình nhìn qua này là mình nhìn thấy con cua luôn nè, không biết các bạn thấy không ha. Rồi mình sẽ bắt nó ra nha bạn. Ôi. Dán bắt được nhanh hai. Cô bự đó. Bự không? Mình thấy nhau xíu à. Bự, em thấy bự mà. Sao mà thấy cua hay vậy? Họ túi trong con này đâu gặp nó ta. Nó tới cái cong quẹo ngược lên luôn rồi. Này phải đào khen nó cong lên về nè. Cái này mình đào hang xong mình phải lắp ra đàng hoàng nha bạn, thôi chúng nó quánh nha bạn, mình phải chăng minh mới được, không phải mình làm xong mình bỏ nha. À. Ăn tới đây luôn chạy. Ừ, ăn quẹo cái tay qua luôn. Thọt đứt tay luôn rồi nè, chưa dính được con cua đứt tay à. Ừ. Cua này hay được. À dạ. Có không? Có. Da nè. Ok. Dính con cua nha bạn. Con cua 100g chứ đắt ký gửi rồi đó. Còn không? Rồi ok, dính nha bạn. Tôi bắt lại. Giờ mấy anh em mình sẽ đi ra bờ kinh lớn ngoài kia nha bạn. Kinh lớn ngoài kia thì ít người bắt, bờ kinh này vòng trong đây thì có người đi qua lại bắt thường xuyên cho nên là cái số lượng mà cua đồ nó ít nha bạn. Bây giờ mình sẽ tiến ra một kinh to mà kìa ha. Nhỏ anh thọc cua cái phía đấy bên kia cái thọt tay vô cua kẹp cái nằm hoài trên bờ đê luôn. Đúng rồi, nhúng nhích cái nó siết vô cái nằm hoài trên bờ đê cái buổi trời hay cái mấy lấy đắt ém vô con cua cái kéo nó ra nằm trên bờ đê, thọt tay nằm hoài trên bờ đê vậy nè. Cái gì? Mình né cây. Thôi mình chạy cái số cây luôn. Rồi bây giờ cô Sang sẽ chỗ tài quăng chạy nha bạn. Đây để coi cái kết quả đầu tiên không mà bờ kinh này coi được cái gì không ha. Đó. Làm rất là chuyên môn khéo léo và nhanh nhẹ các bạn, luyện xuống nó có bung ra được không đó hay là nằm chụp á. Đây nãy giờ theo một quãng đường dài thì mấy anh em mình được nhiêu đây này các bạn. Cũng có cái để ăn này ha. Chưa? Đó cũng tròn nha các bạn. Rồi. Rồi đó. Có con cá kìa. Từ đó giờ anh biết chạy đâu. Đó giờ không biết chạy luôn. Đó, được một con cá lòng tông. Con cá này nó thúi nè các bạn. Ủa con cá nó chung với cá. Quả là được một con cá lòng tông. Con cá này nó đang đi cua gái mà bị bắt chơi giữa đường này nha các bạn. Rồi sáng nó gỡ xong tiêu cái đầu luôn quá. Rồi bánh đầu nhỏ luôn. Có được có gì nữa không? Dạ. Đường ốc chết luôn kìa. Rồi phát thứ hai nha bạn. Ít xịu chứ. Nó luyện lưới, nó luyện luôn nha các bạn. Nó luyện đâu cao cao muốn tới đọc cây chảnh nó bắt cá. Rồi. Đi mò chứ đi. Rồi kết quả là cái hai thất bại nha các bạn. Mới nãy mình khen mình nổ quá trời, bây giờ không dính được con nào vậy á. Bây giờ ra mà kinh bờ bự không mò được con cua nào chứ nha các bạn. Ê, con gì nè. Rồi con hành nó mới xuống mà nó có hiệu quả gì các bạn? Những cái xấu kia, gịch vô dữ dằn luôn. Trời ơi. Ôi. Ôi. Ôi ơi trời. Ôi. Chừng nhảy. Dính được con gì hả? Đây con cá lộc kiến nha các bạn. Chứ còn chừng nhảy đó, cầm yếu vậy. Nè bạn, cá lộc kiến nha bạn. Em có hành quả rồi đó, vậy là cái kinh này ngon rồi đó. Đừng dẹm nữa kìa bạn ơi, ngon ngon bắt đầu có hiệu quả. Rồi đây anh hai đem bảnh cho đẩy vô cái xô. Rồi đi mò tiếp, đi mò dãy bên đây có cá rồi đó, ngon rồi đó. Rồi tiếp tục đi mấy đứa, nãy giờ có được cái hang nào chưa? Mới nãy bên kia không có, sao quanh đây rồi? Bên kia có cây chặn đường rồi. Ôi đâu có con cá gì nè. Đâu cũng qua tao kéo ra không được mày. Để bắt giùm tao ơi. Ôi. Hay quá. Cá bự dữ à. Coi chừng nó nhảy đó. Tao cũng lượm được em hai vậy nè. À lấy vậy. Hay quá ha. Đi đạp được con cá mà không bắt được con cá mà bắt đừng dẹm. Quá lợi hại. Con cá lộc kiến cũng cắn nữa hả? Nó bú. Nó bú tay. Ê chừng nhảy ngoài đó. Đàng hoàng á thôi. Mấy con đấy. Rồi tiếp tục được mấy có hai con, nó làm sao nó nhảy hết là thành mồi dẹm được nè, có lý nè. Ngon rồi nha bạn ơi, được hang cá lộc kiến với mớ cua. Nó tiêu ơi, đi lên sang ơi. Đi lên lại khúc đằng kia đi, đây cây cối không thấy ghê lắm. Đâu rồi? Đù em ha, được con cá nữa. Vậy mà nãy không kêu anh quay lại. Hôm nay mùa cá lộc kiến nha các bạn. Đây được một con nữa nè, để mình luyện với ruộng cho mấy em nó bắt nha. Chứ không? Luyện với ruộng này nè. Luyện xuống mất tiêu luôn. Rồi, ok em nha các bạn. Đó. Nè, xách đó, ơi gớt. Lấy cho chui đây lấy cái tay cái. Dạ đây là hành quả nha mấy bạn. Rồi đây hành quả của mấy anh em mình sau một buổi đi bắt cá nha các bạn. Bắt cá bắt cua nè là được như vậy nè, để mình sẽ đổ cho các bạn xem nha. Mình rửa cho sạch cho mình đổ ra thau. đây. Ở đây mình có được mấy con cua nữa các bạn, với 4-5 con cá lóc kiến nữa các bạn. Để bên này mình giờ sẽ đem vô luộc sả và ăn với muối ớt siêu cay nha các bạn. Giờ mình sẽ rửa trước, có dẹm nữa nè, dẹm con nào lấy bự bự cũng ra. A few moments later. Rồi đây là nguyên cái nồi mấy anh em mình đã luộc xong các bạn. Giờ mình ngồi bụi tại chỗ ngoài cái khu vườn của mình rồi mình ăn luôn nha các bạn. Rồi khui nó lên. Mấy đứa ăn đi, mấy đứa ăn con đi, ăn cá trước đi. Nào ông trên ăn trước đi. Cá ăn sao? Gọt với màu đen nó ra. Cá này đó giờ em chưa ăn. Này cá kiến cứ lọc da ra rồi bỏ xương thôi. Chưa không ăn luộc, ăn chiên rồi. Ừ. Đây là hình ảnh con cá lóc kiến khi mà luộc ra nha các bạn. Để cho cô Sang ăn. Ôi thịt nè. Thịt nó đỏ thịt mà nhìn nó dai dai nhìn đã quá nha các bạn. Cái đầu bỏ đâu đi. Chén chả mà Sang dứt chứ. Ăn đi. Đi. Con cua đỏ nè. Lúc em có ăn rồi mà em không có làm, ba em làm cho em ăn. Ừ. Dữ à, nước hành ăn đi, nước hành nhìn chảy nước miếng luôn không? Gì mày lột không dứt con đi. Ơi bẻ giẫm đầu rồi Sang. Rồi quất cho ăn đi. Ây à, nó không gì vậy. Ok. Ừ. À. Rồi giờ mình sẽ ăn miếng đầu tiên nha mấy bạn. Trời ơi chén chấm nè. Rồi nha, mời bạn nha. Ôi rồi. Ngon. Ăn cá mà nó cắn ngang xương nè. À. Sao ăn cảm giác con cá lóc kiến như thế nào? Trời ơi, nhìn nó ghê thiệt nhưng mà ngon cực kỳ. Ngon sao? Trong mình nó có chữ ngon hay gì? Ừ. Cái có lọc da không? Sao? Ngon. Thịt nó ngon ngay rồi. Trứng kìa anh. Sao? Nó đầm trứng đó. Thôi đi. Trứng ghê quá. Sao? Nghe đồ. Ghê quá. Ừ, ngon dữ cái vàng. Làm cho anh hai anh chảy nước miếng. Để cắn cái nữa em quay cho anh test. Thấy cái mỏ em ơi, gì ghê quá. Ừ, quá ngon. Mình sẽ ăn sao? Mình sẽ ngọt á. Rồi tới mình test cá lóc kiến nha các bạn. Nóng. Cái da nó rất là dày, cái sần sùi nha các bạn. Ôi. Lọc cái da ra, dạ rồi. Vi khuẩn chưa hay. Nóng quá nóng luôn. Mới ngoại da mà. Cái thịt nó đỏ mà mình nhìn thấy nó vẽ, nhìn em lắm nha bạn. Chén mắm bắt có bắt, chén muối chứ. Cái thịt nó thơm mà nó dai dai cũng như y gan mình ăn cái thịt của con lươn như thế các bạn. Ngon lắm nha. Được đó. Rồi ăn luôn. Thơm quá thơm. Yeah. Nóng. Dạ sao mày liễn nó văng vô mặt anh nè nè. Niên ói. Mời bạn nha các bạn. Cá này cái mịn nó nhỏ, cái đậu bành kỳ ăn được cái mịn chút xíu rồi bạn. Rồi xử lý con cua lắm, anh thử hết để cho hành được nha. Trời ơi nãy giờ ăn chảy nước miếng quá trời. Còn cáo kiến nữa kìa, dẹm nữa kìa. Cua giòn mấy bạn ơi. Cua này cua đồng. Cua đồng bắt lên ăn liền thơm thấy ghê bạn, bạn nhìn nó đỏ nè, thơm cực kỳ thơm, nước ngọt ngay luôn á. Anh nóng hơi bị whip á. Bắt. À, nóng. Ngon ghê không? Gạch nó kìa mấy bạn. Xít á. Xít á. Cua nó có gạch rồi. Xít. Xít đi mang. Cái này mình ăn được nha các bạn. Béo ngậy. Béo hay bị thơm luôn á. Sao ăn cua đắng ra? Tại ăn cá đắng. Rồi rồi. Tao ăn cua nha các bạn. Cua đồng giờ hiếm lắm các bạn ơi. Đa số nó ở ngoài ruộng mà ruộng xịt thuốc quanh năm nó chết ngắt hết trơn. Mời bạn cua đồng. Ngon xịu. Rồi bác. Tiếp theo mình ăn dẹm nữa các bạn. Dẹm mới bắt nha các bạn. Bạn thấy mập lù hả các bạn? Lù đi cùng thịt nha. Cay với trời. Thôi. Nó ngọt mà nó thơm cực kỳ thơm bạn. Béo ngáy à. Rồi đến đây mình xin kết thúc video nữa bạn. Nếu bạn hay thích video này cho một like, chia sẻ bằng chuyên ký kênh ủng hộ mấy anh em mình có những động lực làm clip tiếp theo nha các bạn. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào bạn. Rồi tắt em.